너는 뱉어 멋대로 뱉어 차갑게 뱉어. Nếu bạn yêu thích K-pop thì chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua You Think của Girls' Generation rồi. Hơn một tuần nay chàng cứ nghe đi nghe lại, đâm ra siêu nghiện luôn. Và mình tự hỏi vì sao không thử make up theo phong cách của MV này xem sẽ như thế nào nhỉ? Đây cũng là lần đầu tiên mà chàng sẽ làm một video make up giống nhân vật nổi tiếng. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ nhé. Chúng mình cùng bắt đầu luôn nào. Bắt đầu với bước kem lót. Hôm nay mình sử dụng kem lót của ELF, rất mỏng và mịn. Bước này vô cùng quan trọng vì nó sẽ giúp cho lớp nền lên đẹp và mướt hơn. Hiện giờ mặt mình đang có vài nốt mụn xấu xí nên cần một lớp nền có độ che phủ tốt. Vì thế Trang sẽ sử dụng em Born This Way của Too Faced mới này. Đây là loại foundation mình đang rất mê vì lớp kem không quá dày mà có thể che hết tất tần tật những khuyết điểm luôn. Nhớ đừng bỏ quên phần cổ đấy nhá. Một chút che khuyết điểm để giấu đi hoàn toàn các vết quầng thâm mắt và thâm mụn nữa nào. Bạn Maybelline này mình dùng cũng sắp hết rồi, ai bảo thích quá đi thôi. Với bước che khuyết điểm mình sẽ dùng mốt tán để cho đều hơn. Vì các chị NSD đều có khuôn mặt thon và nhỏ nhắn nên không cần phải tạo khối quá nhiều. Tuy nhiên các bạn thấy đấy, chàng không có V-line tí nào nên bước này cực kỳ quan trọng để tạo cảm giác cho khuôn mặt gọn hơn. Mình sẽ chú trọng bước này hơn chút ở phần gò má, cằm và cả trên trán nữa. Sản phẩm tạo khối mà chàng đang rất thích đấy chính là Contour Kit của Anastasia Beverly Hills, gồm 3 ô highlight và 3 ô tạo khối. Dạng phấn tán rất dễ và rất vừa tông da, không bị sáng quá hay tối quá. Ồ, tất nhiên là không thể quên cái mũi tẹt được rồi thì phải tạo khối cho nó cao lên thôi. Tiếp theo với một cái chổi nhỏ hơn, chàng sẽ highlight vùng dưới mắt và trên sống mũi. Tuy là phong cách quyến rũ nhưng cả 8 thành viên vẫn trung thành với kiểu kẻ lông mày ngang trẻ trung và rất đặc trưng của Hàn. Thế nên hôm nay mình cũng sẽ kẻ ngang luôn. Vì tóc Trang đang là màu nâu sáng nên cũng phải dùng chì kẻ màu nâu. Các bạn lưu ý nhé. Giờ là đến phần mắt. Trước khi sử dụng màu mắt, mình sẽ dùng kem lót mắt của ELF để giữ màu được lâu và lên đẹp hơn. Bảng mắt mà hôm nay Trang sẽ dùng là In The Buff của W7, một hãng mỹ phẩm Anh Quốc. Điểm khác biệt dễ thấy nhất giữa You Think và các video khác của NSD là phần mắt được make up đậm và sắc hơn. Thế nên hôm nay mình cũng sẽ chú trọng đôi mắt hơn một chút. Tuy nhiên, đây không phải kiểu mắt khói 100% đâu, vì có thể thấy phần hốc mắt vẫn có nhũ để tạo cảm giác mắt sáng và to hơn. Giờ mình sẽ dùng tông màu thứ tư để tán nhẹ phần hốc mắt và một chút viền dưới mắt. Với nửa bầu mắt sau, mình sẽ sử dụng tông nâu đồng thứ 6 để tạo cảm giác mắt khói nhưng không quá đậm. Thay vì kẻ mắt đen thì lần này Trang sẽ chọn một cây kẻ chì màu nâu để kẻ mí trong.
Mới đầu kể mình cũng không quen đâu, tí thì chọc cả cây bút vào mắt cỡ. Bạn nào mới tập cũng nhớ cẩn thận nhé. Giờ là đến phần yêu thích của mình đây. Một đôi lông mi giả cong vừa phải, dày vừa phải sẽ giúp cho đôi mắt trở nên sâu hơn và thu hút hơn nhiều. Sau đó Trang sẽ dùng mascara của Tarte để chuốt phần lông mi dưới. Vì đầu cọ khá nhỏ nên trải cực kỳ dễ mà vẫn đảm bảo lông mi dài hơn. Một tông màu nâu vàng cho má chắc sẽ thích hợp hơn là hồng hay cam đậm nhỉ. Mình đang sử dụng màu Double Deep của Colourpop. Để nói về màu má thì Colourpop siêu siêu nhiều luôn ấy, thì màu gì cũng có hết. Thỏi son may mắn ngày hôm nay chính là NYX Matte Lipstick màu 22. Vì mình muốn tập trung hết vào mắt thế nên màu son sẽ nhạt hơn, chỉ đậm hơn màu môi tự nhiên một tí tẹo thôi. Tất nhiên đây chỉ là sở thích cá nhân, bạn nào muốn màu son đậm hơn thì hoàn toàn có thể nhé. Thêm một lớp bóng nhẹ ở chính giữa môi để tạo hiệu ứng căng mọng cho đôi môi nào. Thêm cái phụ kiện này là xong rồi đây.